Xin chào, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật về tình hình cũng như là tiến độ mới nhất của dự án The Global City cho tất cả quý vị và các bạn cùng nắm rõ những thông tin mới nhất về tiến độ của dự án này. Trên màn hình của quý vị và các bạn đó chính là tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, và nằm bên cạnh tuyến cao tốc này đó chính là đại đô thị The Global City đang được triển khai thi công và xây dựng. Dự án The Global City thì có quy mô lên đến 117,4 hectare. Đây là một khu đô thị rộng lớn của tập đoàn Masterise Home đang được triển khai. Hiện tại thì đã bước sang năm 2024, dự án The Global City vẫn đang nhộn nhịp các công nhân thi công. Trước màn hình các bạn đó chính là khu công viên giải trí City Park. Đây là một khu vui chơi lớn nhất tại trung tâm mới thành phố Thủ Đức. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì công viên giải trí này đã cơ bản thành hình. Thảm cỏ cũng như là cây xanh thì cũng đã được trồng, các lối đi bộ và các khu vui chơi thì đang được thi công. Dự kiến thì công viên giải trí lớn nhất tại trung tâm mới sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay. Bên cạnh đó thì khu đua xe go-kart quy mô lớn đang được thi công, hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo các bạn trẻ yêu thích môn thể thao cũng như là đam mê tốc độ đến đây để trải nghiệm. Các bạn có thể thấy trên màn hình thì hiện tại đang thi công đường đua cho khu đua xe go-kart. Ngoài thi công công viên giải trí tại dự án The Global City thì bên cạnh đó các phân khu khác của dự án này cũng đang được thi công. Nằm gần với dự án Sài Gòn Sport City đó chính là khu biệt thự nhà phố thì cũng đang được đồng loạt triển khai xây dựng. Hiện tại thì đang được xây dựng phần thô, các bạn có thể thấy thì có rất nhiều công nhân cũng như là máy móc đang thi công ở khu vực này. Các tuyến đường nội khu tại khu vực này thì cũng đang được thi công. Ngoài ra thì bên cạnh lô đất gần với dự án Sài Gòn Sport City thì đang được gia cố đất nền. Trước đó thì cây cầu bắc qua con kênh Dạch Chiếc của tuyến đường liên phường đã được thi công cọc móng, nhưng tới nay thì vẫn chưa được thi công cầu. Hiện tại thì tuyến đường liên phường này vẫn đang dở dang. Tuyến đường liên phường thì kéo dài từ đường Đồng Văn Cống, cắt qua dự án The Global City và kết nối với ngã ba Cát Lái. Hiện tại thì tuyến đường liên phường này đang được thi công đoạn trong dự án The Global City để nối liền với tuyến đường liên phường hướng về đường Đồng Văn Cống. Trên màn hình các bạn đó chính là tuyến đường liên phường trong dự án The Global City.
Các bạn có thể thấy toàn cảnh về dự án The Global City, các khu vực có rất nhiều máy móc và công nhân đang thi công khiến cho công trường tại dự án này luôn tấp nập và nhộn nhịp. Một số khu vực thì vẫn chưa được triển khai thi công như là khu căn hộ cao cấp và khu tháp văn phòng. Dự án này thì đang tập trung hoàn thiện khu nhà phố liền kề giáp với đường Đỗ Xuân Hợp và các khu nhà phố khác trong dự án này. Một số khu thì đã lên được phần thô vài tầng, tuy nhiên thì cũng đã tạm dừng thi công. Hiện tại thì đang được đẩy nhanh thi công các tuyến đường nội khu, sau đó sẽ thi công tiếp các khu vực này. Còn về cầu Nam Lý nằm bên cạnh dự án The Global City thì trước màn hình các bạn đó chính là cầu Nam Lý. Hiện thì tiến độ thi công cầu Nam Lý cũng đang gấp rút được triển khai. Các bạn có thể thấy thì trên công trường thi công dự án xây dựng cầu Nam Lý có rất nhiều máy móc cũng như là công nhân thi công. Vào cuối năm 2023 vừa qua thì cầu Nam Lý đã chính thức nối nhịp chính của dự án này, đánh dấu một cột mốc quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cũng như là hoàn thành toàn bộ công trình. Cầu Nam Lý dự kiến sẽ hoàn thành 100% khối lượng thi công và thông xe vào ngày 2 tháng 9 năm 2024. Chủ đầu tư của dự án này thì cũng cho biết sau 6 tháng tiếp nhận mặt bằng, dự án đã đạt được 60% khối lượng và đã giải ngân đạt 66% tổng vốn được giao. Công trình xây dựng cầu Nam Lý thì có tổng mức đầu tư lên đến 919 tỷ đồng. Bắt đầu xây dựng từ tháng 10 năm 2016, tuy nhiên thì đến tháng 3 năm 2019 công trình đã phải tạm dừng thi công vì không có mặt bằng để tiếp tục thi công xây dựng. Mãi đến tháng 3 năm 2023 thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tiếp tục thi công dự án. Sự kiện hợp long nhịp chính của cầu Nam Lý có ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như là sự quyết tâm của chủ đầu tư và các đơn vị xây dựng sau khoảng thời gian dài tạm ngừng thi công để chờ mặt bằng. Hiện thì cầu Nam Lý vẫn đang được thi công với tiến độ khá là đều đặn và ổn định. Các bạn có thể thấy trên màn hình, tại dự án cầu Nam Lý có rất nhiều công nhân đang thi công. Khi dự án cầu Nam Lý hoàn thành thì tuyến đường Đỗ Xuân Hợp sẽ giảm tải được ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Khi trước đó thì cầu Nam Lý chưa được xây dựng, tuyến đường này có nút thắt cổ chai ngay vị trí xây dựng cầu Nam Lý, khiến cho khu vực này luôn trong tình trạng ách tắc giao thông vào các giờ cao điểm. Hiện tại thì chạy dọc theo tuyến đường Đỗ Xuân Hợp hướng về cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì phía trước của dự án The Global City đã được tháo dỡ bức tường gạch trước đó xây kiên cố, và hiện tại thì chủ đầu tư đang cho thi công trồng cỏ cũng như là vỉa hè để giúp cho khu vực này thông thoáng hơn và tạo điều kiện phát triển dự án The Global City. Các tuyến đường nội khu trong dự án The Global City thì cũng đã được trải thảm nhựa. Hiện tại thì khu vực nhà phố của dự án này đang trong giai đoạn gấp rút thi công hoàn thiện. Các bạn có thể thấy thì mặt tiền của các khu nhà phố này như là khung cửa kính, cửa sổ và khung lam che đang được đẩy nhanh tiến độ thi công hàng loạt. Dự kiến thì các căn nhà phố này sẽ bắt đầu bàn giao trong năm nay. Quý vị và các bạn có thể xem qua một số hình ảnh về tiến độ thi công của dự án The Global City và những hình ảnh về toàn cảnh dự án này nhìn từ trên cao. Video cập nhật về tiến độ của dự án The Global City và dự án xây dựng cầu Nam Lý của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video này hay thì hãy like cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo về đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!